Namil đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được phép xuất khẩu sữa vào 5 quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu là Liên bang Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan sau khi vượt qua nhiều đợt khảo sát và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này. Từ nhiều năm trước, Vinamilk đã tiếp cận và giới thiệu với người tiêu dùng tại Nga và Kazakhstan các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc trái cây nhiệt đới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khảo sát thị trường và tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng. Vinamilk cũng đã được các quốc gia nhập khẩu đánh giá là có sự chuẩn bị chu đáo, tiềm lực lớn về sản xuất với 13 nhà máy hiện đại và 12 trang trại bò sữa công nghệ cao. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội cho sữa Việt phát triển tại một thị trường mới đầy tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng là những quốc gia có ngành chăn nuôi bò sữa rất phát triển và lâu đời nên còn vẫn nhiều thử thách để khai thác hiệu quả thị trường này. Thưa quý vị, khi